Bao nhiêu năm chiến đấu mở đường, bằng ý chí, sự thông minh và quả cảm, những anh chiến sĩ, những cô gái thanh niên xung phong với quyết tâm mở đường mà đi, đánh giặc mà tiến, băng băng qua những con đường Trường Sơn đầy khói lửa, với góp sức tải lương, vũ khí, như khắc họa một bức tranh Trường Sơn huyền thoại, nhưng cũng quyết một lòng mở đường cho đồng đội với tinh thần sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Đường Trường Sơn.